Em mời đi intro đi anh. Mày 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 intro đi. Sao mày không intro thật à? Hello everyone, và một buổi tối đẹp trời ngày hôm nay mà. Đêm mẹ à. Chào mừng mọi người đến với quay trở lại với Knockout X2. Ngày hôm nay chúng ta có trận cuối cùng của tuần hay là của tuần đúng không? Có vòng em ơi. Của cả tôi xem tinh. Chúng ta có trận đấu giữa Venom Fox và Death. Seed 1 được này vào seed thứ 2 mấy thì đó. Nhưng mà nói chung là Venom Fox này có một cái performance rất là đáng nể. Và vừa rồi anh thấy anh đã hạ gục ca sĩ cuối cùng trong giải đấu của chúng ta là Phan Tinh Tùng. Trận tiebreaker với tỷ số là bao nhiêu? 7-6 à? Tiebreaker đều đều đấy, 6 năm sao ấy. 6 năm à? Ok, 6 năm. Thì hôm nay chúng ta sẽ theo điều anh ấy có thể tạo ra phép màu ở đấy với người chơi đôi mình có thể như vị giỏi nhất Việt Nam hiện tại hay không? Ban trước đến từ vị trí của Dev. Ôi, mày chỉnh lại mic đâu, mày chỉnh lại mic đâu. Mic của em hả? Ừ. Chỉnh to lên hay chỉnh ra đi? Kiểu nghe nó cũng kiểu gì ấy. Kiểu gì hả? Do giọng em. Sao có giọng mày đâu? Hôm nay em uống mà. À. Ban chơi chỉ cần đẹp, còn về nằm bắp thì rất là bất trước. À. Ê, còn được phát khi được 2 pro tích. Hả? Hả? Em sao đáp lại protect hidden 2? Vì nó không chơi được hidden 2 đâu, protect là phải rồi. Không, tôi không hỏi anh. Không, tôi không hỏi anh. Anh có im lặng. Shut up. Nhưng mà anh em không, anh em nói thế chứ protect hidden 2. Protect hidden 2 đánh với Venom Pup nó như kiểu protect DT 2 đánh với Phan Đình Tùng ấy. Nó mất 2 protect đến tự trí của Venom Pup. Này anh biết em nói thật đấy nhá. Anh biết cái protect này nghĩa là gì không? Anh biết trận em đánh với thằng Nhật em cũng protect cái gì không? Mày thua với emo ấy. Ừ đấy, thì em protect cái đấy là bởi vì em nói thật là em không còn một lựa chọn nào khác nữa ấy. Em protect no one 2. Hai cái em không có chơi lựa chọn nào khác, oh my god. Rồi em chọn cái skill set em tự tin nhất. Ăn DT 4 từ vị trí của Dev. Không quá bất ngờ. DT 3 cũng không quá bất ngờ. Một mắt thuần speed. Với việc trận vừa rồi giữa Dev với Nathan không diễn ra thì sẽ có khá là ít thông tin để Venom Pup có thể dựa vào và đánh giá thêm những điểm số của Dev như thế nào và ngay để khởi đầu. Nó mất 4 tích nhưng từ vị trí của Venom Pup. Wow. Usagi Flap. Lại sau cuối cùng là cả con round này không phải pick luôn một. Ok, rất nhanh chúng ta cũng đã cùng với map đầu tiên. Hôm nay tốn là map pick đầu tiên từ phía của Venom Top Saggy Flap và Linux.
này như Venom Pop đã tập map này khá là chắc khi mà anh ấy không bị qua đắp qua gửi cái đoạn tương lai đầu stream mà đầu tiên hay là đoạn lâu em này. Bắt khi ai đầu tiên này chưa có cái gì cơ, chưa có cái gì anh ơi. Có cái nhà tài trợ của chúng ta. Có nhà tài trợ của chúng ta. Mà đẹp vẫn đang giữ được combo sau đoạn 1/3 vừa rồi. Ui dồi ôi, nói về Winter, đến từ đẹp và... À, đến đoạn tiếp theo này thì nó sẽ là một lợi thế cực kỳ lớn để anh ấy có thể đưa vào. Khi mà những combo đang cực kỳ đáng kể. Ui dồi ôi, nếu về Venom Pop break thêm một phát nữa thì... Cái lúc đấy nó càng kéo dài hơn nữa. Gần như nó sẽ là một cái... đóng hồ trên map nó hút vốn khi mà đẹp vẫn là với FC và là bắt hồ combo. Nếu mà muốn có khả năng comeback trên đẹp phải break sớm sớm nhất có thể thì ra cũng quá khó xảy ra. Thì là rất khó để đây là có thể bao chờ một sai lầm, đặc biệt là đến một player như đẹp khi mà anh ấy đang vẫn đang có combo cực kỳ khỏe khi đưa vào cái Ki. Chú khóc của Def thì là không phải bàn rồi. Lại đến đoạn 1/3 tiếp theo, hai người chơi vẫn đang có combo mà vẫn phải từ lên pitchy của Def kêu mà vẫn đang dưới FC. Vậy là các cô cũng cắt bay, không sao cả. Ồ, với việc cường Def giữ được cho mình cái FC cho đến cuối 3 trên combo 4 này thì thực sự là không còn cơ hội nào Venom có thể níu kéo lấy lại cái điểm số này cho mình cả. Ê, có khi là thằng Dép với cuối rồi nhỉ? Không, không có chuyện đấy đâu, thằng này nó không phải ai đâu anh ơi. Thằng này nó là Dép vậy cả, vì tôi kinh thường này. Nhưng mà nó sẽ là cái FC nút 4 thứ 2 trong buổi tối ngày hôm nay, hiện tượng chi của Dép. Mà cái đầu tiên, Freedom. Còn nói vậy. Hai anh em khác. Anh ra sắp hai anh em rồi nhỉ. Nhưng mà lúc tiếp theo sẽ là của Dev. Vâng, với việc map pick đầu tiên Venom Pop và một cái breakpoint thì trông có vẻ anh thấy những lựa chọn của anh là cực kỳ có hạn. Vậy trông có vẻ như là ấy, trông có vẻ là 70 ấy. Hơi khó nói trừ khi thằng kia nó quyết định nó ngoài cái bút đi vài đường quyền nó quanh nhau ơi, mình xin rút tay ba nhé, cảm ơn. Ok bạn. Thằng Phúc bị cua. Ok thằng Minh thì được. Ôi, chúng ta sẽ vào ngay phía nút 2. Đó sẽ là pick ngay protect của đối thủ. Đây đang bảo hết đường chạy rồi, không còn nhiều lựa chọn đâu. Ý là anh biết cái quảng cáo, anh biết còn nhiều sắp không? Còn nhiều á? Anh biết. Anh biết cái giải này rồi, cái mục self advertisement đúng không? Anh biết thằng này nó để quảng cáo của nó là gì không? Quảng cáo với đâu không? Không, cái quảng cáo xem phát bên tay bên con nhiều ấy. Nó là quảng cáo quyết tình à? Không, nó để là I can, nó chỉ để là I can play everything xong rồi thêm cái time to UBC không phải thôi. Uầy, ui nhưng mà Venom Pop break khá nhiều. Venom Pop break cực kỳ nhiều, đoạn intro này. Cái gì, đẹp ơi, cái gì? Thì anh em ơi nó đẹp mà. Ảu. Đẹp gì cơ? Ảu. Nhầm. R2, anh Freedom ơi, R2 vừa này hơi buồn quá anh ạ. R3 đi em. Anh ơi, có R3 là em mua buồn quay luôn. Sao mày được 700 PV hả? Không thể giữ được không luôn. Cái sai lầm của Def mà Freedom không thể khai thác được triệt để thì... Freedom nào mày ao mày? Freedom Pop không thể khai thác được triệt để thì... lợi thế vẫn còn đó, nhưng mà có một đôi combo đủ để có thể đối phó bạn được thế. Từ khi bây giờ Dev còn quá trên hit, từ khi là tuổi này thì tao nghĩ là cơ hội. Khó anh à, anh biết thằng này là ai mà? Gì thằng này á, thằng này em tao.
Anh biết thằng team Blue này là ai không? Nếu mà nó trên mid, đặc biệt là ở cái star rating khá là thoải mái với nó thì anh nghĩ là hơi khó anh ạ. Ừ. Và đặc biệt nó chơi ở cái thời gian buồn thế này thì chắc chắn nó muốn đánh nhanh để nó đi ngủ sớm. Ừ. Mà đi học. Nhưng mà tôi có Venom Pop vẫn là có combo. Đây đây hoàn toàn là một góc độ mà Venom có thể kéo lại điểm số này lại cho bản thân khi mà Venom mắc được một sai lầm trong không còn gì để kéo lại nữa rồi mọi người. Nhưng mà nói chung là đoạn cuối nó là cái nét suy khá là khó để cho cả hai người chơi phải tính combo, từ khi nhập thằng Nep có giữ được combo của tao mạnh luôn. Trời ơi, đồng pháp với liên tục cho khi em hôm nay chứng tỏ mình là một trong những người chơi có khả năng bấm được mọi thứ ở lúc này cung độ cao nhất trong Việt Nam thì vẫn đang FC và Dead Street nên không còn FC và Dead Street nữa. Anh vẫn chưa, thằng chó này cứ chen vào miệng em ơi, hay thật. Không sao anh ạ. Thôi thứ hai này con đẹp. Em không biết anh ơi. Nào hôm nay sẽ là điểm số thứ hai này cho đẹp. Pick luôn protect của người ta. Chốt hạ luôn. Số áp đảo. Gần gấp đôi. Rồi bây giờ thật sự thì Venom Pop không còn đường nào để lui nữa rồi. anh Đức ơi. Gì? Em vừa nghe thấy Đức ơi. Được rồi. Yay. Yo map and song cả bom này em pop chung nó là sẽ có một ai đó trong chat sẽ rất là vui với câu nói của Venom Pop. Anh cứ ngay, hai thì bị ngay rồi. Ê, đẹp mày đang coi stream đúng không? Pick nó mất một đi cho đại cầu đàn có cái. Ừ. Ờ, anh quên là bóc rồi, pick nó mất một đó coi. Đấy, mới nói xong luôn. Chúc mừng. Nó mất một, đúng rồi. Đây rồi. Cuối cùng cũng rất là quý. Ok, Shin Ra Ban Sô, thêm một map nữa, hình như cũng là map Ly Hồ đúng không? Chuẩn rồi. Ừ. Một map custom nữa từ Harper. Tôi yêu thích quý của chúng ta siêu phản động. Anh ấy đã cool. Cuối cùng nó vẫn bột. Đi ra ban cho. Cùng có người pick đồ ăn một, em đi hồ những trong mơ. Đồng rắn lên mây, thấy đang thăng thiên, vui như Tết. Thôi được rồi. À thì mọi người cái map Indo 1 này thì các ông thật ra thì chưa nói gì được. Hay là chưa. Còn cả đang rồi khá tốt. Kể cả ở cái mức độ quay thì này Venom Pop các bạn bằng có thể làm gì đấy xảy ra. Mày mới biết gì không? Dạ. Chưa ai. Đây là duy nhất mà cái đống 1 mà được pick tên là tao cũng không biết nói gì vậy. Em không biết cái đống 1 này như là nhưng mà em thấy được GTA 218. Cái đau đớn nhau sau này thì chắc chắn robot một nó sẽ không phải là những robot một conventional như vòng trước đó, chắc chắn là một cái thứ gì đó và như em nói thì slider đặt mắt được ngay đẹp rồi chơi như master đó, một lợi thế lớn dành cho Venom Pop ở giai đoạn đầu này, nhưng mà nó có thể bao nhiêu những cái số lượng combo và nên là view được. Và có thể là vẫn sẽ gia tăng một cách biệt. Yeah. Mặc dù accuracy nó không ủng hộ cho vị trí của Dev nhưng mà ủng hộ cho vị trí của Dev á. Nhầm Venom Pop. Vào với KI đầu tiên. Ui dồi ôi, một cái mini beat cực kỳ tai hại. Anh nghĩ là ông Overtap. À Overtap. Ừ. Anh được cái đấy là triple thông thêm một nốt nữa mà đúng không? Đúng, triple chưa? Thì đúng triple chưa? Nói chung là mình thấy là một cái mid tap overtap cực kỳ tai hại từ vị trí của Venom Pop, và với việc anh ấy không có được cái accuracy tốt nhất so với Dev và combo đang được
đang khá là áp đảo nữa thì đây chắc chắn sẽ là một cái gì đấy cực kỳ là xấu dành cho Venom Pop luôn. Không buồn ngủ nữa. Tập nữ cực kỳ tai hại. Đối với vào đoạn giữa combo này nữa thì chắc chắn em sẽ kéo giãn khoảng cách này xa hơn nữa trên con mắt một ngày với ATC 99,1%. Mày nói là break đấy. Em không nghĩ là có chuyện break đâu anh ạ, nó chỉ xảy ra một lần thôi. Không anh ạ, nhưng mà anh nghĩ về đồng bắp đã xảy ra rồi đấy. Anh sao không? Ừ, mà em nghĩ anh về đồng bắp này đang tự phòng khá tốt trên cái KI này. Không chết anh. Anh ấy đang tự phòng khá là không tốt trên cái KI này đâu từ đó đấy. Ngoài cái số đang đối với cái đầu ma ra thì càng thì là quá áp đảo đi cùng một sai shop ngoài một sai đối với đời ma. Ê lớp mày đọc anh tông địt mày cứ thầm hết đây. Em khẳng định với anh luôn rằng lúc chậm chậm lại nó bật tab lên, nó thấy Venom Pass Break rồi, nó slide Break phát cho buồn cười. Em khẳng định ngay luôn, thằng này nó chỉ thế thôi. Anh biết ngay nó bảo là nó kéo xa ra nhầm hướng không, kéo kiểu vẹn như xa ra rồi. Nó đéo kéo, nó lại đéo lại kéo, nó bấm sớm quá không, nó break. Ừ. Mà cái một cách này là đủ cho nó có thể ăn được kiểu thứ 3. Nhưng mà đúng vậy, cái khoảng cách bây giờ đã còn quá lớn để ra đầm có thể tạo ra bất cứ gì cho bản thân mình. Và với cái combo không đáng kể so với Dev thì đây chắc chắn là điểm số thứ 3 cho Dev trên Tornado này. Thì với 2 Slider Break và cái Slider Break cuối cùng nó sẽ chốt hạ số phận của Venom Pop trên Tornado 1 này. Tao quên mất nó top 1 Relax Việt Nam kìa, mình đã biết được này. Nó top 1 cả Relax lẫn bình thường của anh. Không, anh chơi bình thường là bỏ lòng. Nó có chơi ấy đâu. Không, bên Akatsuki Dev cũng lên bình thường, nó cũng lên top 1 rồi. À, nói chung là 3-0. 3-0, thực sự là một tỷ số là khá là hấp đảo và một cái performance rất chiến đến từ Dev. Hai cái Summer và hai cái Sidewalk. Không meet, nhưng mà 1-1, cảm ơn siêu phản động. Ôi, nói chung là cảm ơn anh Lê Hồ về quả map cực kỳ chất lượng. Mặc dù là mới pick được một lần nhưng mà không sao vậy ạ. Đừng là 2. Thật sự là Venom Pops còn đường lui không đây. Anh nghĩ là còn vào đường cùng. Anh nghĩ là sự bị dồn vào đường cùng với rất là ít đường để chui ra. Vì mà đem chốt cho mình có map hidden 2. Mày cắt cho có tí sức sống được thôi. Đi, mày nói cả sắp chết rồi. Anh muốn em làm cái gì? Nói tư lên tí đi. Nói như kiểu mày đang ở trong thì mày vừa bị thằng thông minh cướp mất 2 tấn cương ấy. Là rồi em. Ở đây thông minh có cướp với 2 tấn cương của mày ta đâu? Không. Còn mình cần đéo gì đến 2 tấn cương rồi. Thôi em nghĩ là không còn tìm nhiều để nói trên con mắt HD2 này nữa ấy. Còn có chung thì còn gì để comment tên không? À có thằng ngu đẹp Minwin. Nhưng mà nó Minwin hay không thì không còn quan trọng nữa ấy. Thì mà bên nó góc như khá nhiều đấy, tôi bảo nó như kiểu Emrex vs Raiku No Mob 7 ấy. No Mob 7 là cái mẹ gì ấy nào? Là Mr. Coffee, cái reading ấy. Anh không nhớ. Nó là 3 reading. Mày biết 2 năm rồi kể từ với các trận đấy. Các cái phun đấy. Ui về nằm bóc. Ôi anh ấy vẫn nhớ đoạn này. Anh còn về tài đáp tí thì biết được. Ây à, nhưng mà em nói thật ra anh là còn bị đẩy cát thôi. Mày biết là em đã bao không read được một cái gì hết. Anh ấy vô rồi, anh ấy thả rồi. Anh ấy abyssal rồi, anh ấy không bấm được một cái gì cả. Anh ấy không biết mình phải đi đâu, anh ấy không biết mình phải làm gì. Anh ấy không biết mình phải làm sao. À abyssal. Abyssal rồi, thật sự là abyssal rồi. Why can't I hit any of these fucking notes?
4-0 dành cho vị trí của Dev. Bây giờ chúng ta còn đến với Ban Phê 2. Ban Phê 2 đúng không? Ban Phê 2. Ban Phê 2. Ê, mày muốn nghe thông tin rất là nội bộ không vậy? Đi anh. Là cái TV của phòng sau ấy làm một người rất đặc biệt vậy. Phải không anh? Cứ cho thế đi. Ok. Rồi, để chung là... Minh ơi, gửi đến bạn bạn với tên Twitch là Pacu gạch dưới Poi. Mày lấy quyền VIP tay ba của tao, mày để cho tao một cái dĩa nhá. Yêu. Nó là cái đinh ba mà. Cái dĩa. Vậy cái dĩa. Nó có hai cái dĩa, nó là mất cả hai cái rồi. Mẹ loại OT thôi không? Không, câu ý là một cái nó ném xuống voi, một cái nó lớn ném vào thùng rác. Đéo hiểu xuống voi làm gì. Là nó ném cái gì ấy, nó ném con dầu, nó ném cụt, nó bay mẹ xuống voi. À, anh muốn hỏi là tại sao chúng mày không lắp loại OT mà chứ? Ý là xuống voi thì loại OT cũng không cứu được ấy. không, mình tưởng là kiểu, không, nó vẫn lên được mà. Tao Minh bảo thì được chó đâu. Ngu, ném ngu. Còn cái nhưng mà nếu con cái vào thùng rác thì ngu nhân đôi. Thôi nhưng mà Protect Hidden 1 DT4 DT1 đến tự chỉ của Dev và Venom Pop lần lượt như vậy, còn ban sẽ là number 6 hiện tại là của Dev. Ban Precision không phải là một lựa chọn tôi. VS9 thì ai muốn chơi? Anh chơi. Anh thì chỉ có học thuộc thôi, lướt đi chỗ khác. Em quên rùa chơi học thuộc với Riddick. Đó là thế mà hôm đấy mới kéo TB được. Chắc đấy biết cái team. Họ nói ban DT2. Ban bóng đá em muốn xem Spyro 2005 hay không mày. Subtelati em thằng nào mắt cót 20, thằng nào mắt cót 0.1. Ủa, nó tên là ban DT2 này. Tạm thấy mấy map đá bóng bị ban nhiều thế nhỉ? Bắt đầu khó chịu vậy. Match hay kiểu gần hết match là map đá bóng bị ban hết. Gai nhưng mà nói chứ 3 map DT bị ban rồi. Ở mỗi DT là với một match protect. Nó khá là basic DT1. Tại vì nó cái có mỗi cái trận, hình như có mỗi cái trận của Mizubi với cả Freedom là có cái DT ấy được pick rồi mà. Cái DT2 được pick rồi mà. Mỗi trận đấy. Mỗi trận đấy còn lại ban hết. Tại vì không ai muốn vẽ lắm Intersa được giữa 5 cầu thủ vẽ Pepe người Italia vậy. Đó sẽ là... Ôi ôi. Cắt rùa 4 à. Red Bull ơi. Hôm nay em vừa xóa mít cái này anh ạ. Nó hay phết. Hay phết. Mày đã bị hơn rồi. Mày đã bị hơn rồi. Mỗi tôi đéo được chơi. Ai bảo bị loại. Tôi đéo được chơi. Ai bảo thua TB. Cái đéo được. Anh kéo hoài đến thế. Kéo như xưa nó kéo luôn. Đặt mùa ngải khắp nơi rồi. Đấy cuối lại giúp. Nhưng mà nói chung là thế là pick HR4 nên tôi Venom Pop tiếp tục cố gắng vớt lại những gì đó là điểm mạnh của bản thân mang là êm. Rồi em để dùng thể vượt khó với Dev, nhưng mà lần cuối em thì cho em thì nó không rẻ em lắm. Vừa này như cờ anh ơi anh. Cái vấn đề ở đây ấy, là mình đéo hát được hay như người ta ấy, nên thôi em ơi. Ui dồi ôi. Ngay vào là ra thấy Venom tông phượng luôn, tốc quả. Em quên giờ kỳ bản hộ anh nhé. Ui rồi, 0.1 bát con. Ok em. Đảo cánh đi em. em không cưa lốc đường biên được anh ạ. Em đã công ngu như chó ấy. Không, em làm... Ối. Lại một cái slider break nữa đến từ Dev và... Giữa các em, các pick này chúng ta mới chỉ thấy... Dev slider break trên những pattern name mà thôi. Ê, nhưng mà tao thấy cái mít nào. Tao thấy cửa đang hơi sáng rồi, không vị trí của Venom Pop trên cái map này. Thôi anh ơi.
chúng ta cùng vào với cái ai đầu tiên. Là với việc Venomoth đang cố gắng khai thác được điểm mạnh của bản thân, đó là raw thêm những thứ khó đẹp trên con map HG này. Đặc biệt là khi con map này cần cực kỳ nhiều raw thêm. Ui dồi ôi. Điểm số đang cực kỳ sát sao vì set combo, nhưng mà lợi thế qua QC đang ủng hộ đét khá là nhiều. Yeah, quá là nhiều đấy. Hơi nhiều quá. Ờ, hơi nhiều. 97, con bên 9 ui dồi ôi. Chỉ tư rồi. Chỉ 3. Thôi bây giờ anh bảo nhé, thằng Lep đu giờ phân linh Wombrick Line Wombrick Odea. Tôi chuẩn bị lại qua là nhìn ai biết quý. Ôi nhô. Có chết mẹ được người. Có chết mẹ được người. Ôi ôi thảm. Có như là thảm kịch biến tư bên phía của Venom Hot. Tụt clip rồi. Ui dồi ôi. Thôi clip farm. Thôi và với việc chúng ta bước vào đoạn cliff farm này thì đem bắt đầu giữ cho mình một cái performance là cực kỳ quỷ luôn đi. Đây là pup thì mid trái mid phải mid lên mid xuống bảo vệ môi trường, cái gì cũng có full package. Trong khi đó đem vẫn đang dí vào bản thân anh ấy capable hoàn toàn là người sẽ phải đập nhau với freedom. Ôi dồi ôi, chỉ grip nó pha cái này vừa rồi chứ. Ừ, thế cho bạn nó bật hình khác luôn, thì có sao. Nhưng mà tính ra em mua về em check country rank thì bác này có một ông tên em chưa nghe ở top 1 country HD 800 combo điện phết anh ạ. Ô, ông nào vậy? Em không rõ, em quên tên rồi nhưng mà nghe khá là mà mày mà check luôn. Ừ, cứ mà check luôn đi. Cả nào là được, cũng hết nào. Đổi tên. Ừ, để em check. Nhưng mà nó sẽ là phần thắng thuộc về Dev trên bóp lại là một phút của đối thủ. Một pop phương và thủ trợ là Venom Pop. Có... Có lợi thế. Ừ, tao tưởng là Venom Pop có lợi thế nhưng mà không. Không có là có lợi thế, chỉ là Venom Pop đang cố vơi vớt lại những gì còn là điểm mạnh của bản thân để đối phó với Dev và thôi. Nhưng mà ý là mày đang đối đầu với một trong những người có cái raw skill vậy, nói chung là mạnh nhất Việt Nam rồi mà. Còn một trong những nữa mà khẳng định là mạnh nhất rồi. Không có gì nói rồi. Chắc chắn khẳng định luôn. Thật không? Chắn. Ok, thân chí là kinh dị. Đây, kiểu thiệt phải lắm. Một cười lên 5-0. Ối. Ối. Một nhân vật thú vị anh ạ. Ai? Em chưa nghe bao giờ nhưng mà. Rồi, có vẻ okay là Lightning. Hả? 47 ngày trước 100k, bây giờ đã lên 37k rồi. Trông có vẻ là nhân tố ấy. Trông có vẻ là hack ấy. Không, không, nhân, không, không phải là hack ấy. Có khi ấy, có khi nhân tố thật. Có khi nhân tố ấy. Ừ. Chỉ là map này nó đặc biệt cực kỳ khó với HD, chỉ với cái F-rank duy nhất là của Gambler. Và nó không phải FC. Ê, tao vừa rồi, tao xem cái đấy. Ờ, em cũng xem cái đấy. Nhưng dưới đây gọi là một cái 10 mít. Chúng ta quay trở lại với chấp đấu. Thì không một lần nữa Venom Pop thực sự là hết đường lui rồi. Rồi chỉ còn đó là cái protect của anh đấy như kéo lại về một điểm danh dự mà thôi. Nhưng mà cái điểm danh dự này rất là khó để có thể đạt được. Hidden 3 Go to he. Let's. Ôi sao vì hidden bar vậy? Ờ thì em vừa bảo đem pick hidden bar à. Nhưng mà hidden bar một lần nữa chắc chắn không phải dấu hiệu lành cho Venom Pop. Em mạng anh lag rồi. Không phải nó do anh em mình thôi. Ê không, anh chỉ muốn bảo là cái profile mà mày vừa bảo ấy chứ. Có một cái play 82 play cao trên cái My Dear ấy. Sau rồi là FC với Flashlight làm top play. Nói chung là một là nhân tố hay là hack thế thôi, nhưng mà nó là nhân tố đáng được chú ý. Còn cái là đối match thì thật ra bên mình có tập được khá là tốt trên những cái battle này. Em rút lại. Tôi thấy không?
Và trong khi đó thì Dev vẫn đang giữ cho mình một cái combo là chỉ đáng để là 500. Ôi, đương nhiên là để ra búa rồi thì còn thắng thì chắc chắn là còn rất là đẹp. Thưa chứ không ai nói được việc em vừa cướp hai người chơi trong trong thời gian trong khoảng thời gian 5 giây. Và Venom đang cực kỳ chật vật sau ngoài việc giữ được một đoạn. Ui dồi ôi, thằng này nó ngoáy rồi. Thằng kia ngoáy cái gì đấy? Ai ai nhớ mấy việc em bảo đó nó mua mua vòng vòng ngoáy cái wood, nhưng mà nó sẽ không quan trọng cái thằng Bob không thể giữ cho mình một được không ở ối ấu ối. Nhưng mà có sao, cái việc này là an toàn cho Dev rồi. Điểm lưu thân gấp đôi rồi. Gấp đôi điểm rồi. Dev còn phải sweep. Dev phải sweep player không? Có phải sweep player không mày? Dev á? Nếu như là Phúc Thảo hỏi là có phải sweep player không? Dev nó làm về player. Thì lôn thì nó cũng chơi được. Mày chết là cái lôn thì nó cũng chơi được. Mẹ mày nó cũng chơi được. Chết đi. Nhưng mà khó. Random Bub xin không thể làm gì trước con quái vật này. Match point 6-0 anh cho đẹp. Anh ơi tôi tự tin là chúng ta có thể làm được. Chúng ta có thể từ 6-0 lên 6-0. Tôi từ 12-0 cũng có thể trở thành 13-0. À không, nhầm. Thế là hồ sim ma xì xui xầy, nó là anh Giang. Ma xì xui xầy. Và là anh đấy vừa tích cho vui và vừa tích cho mình một con hàng banger. Nhất là tận hưởng được cái match này. Ủa? Mắc phá mọi này, mắc phá. Nhưng mà ta vẫn nghĩ là được vậy, thằng kia blatant vậy à? Không, nếu nhân tài hiếm quá, thôi nói chung là để kẹt. Tao, không, từ tao cứ lân cấn cái gì. Nhưng mà nói chung là play đi biết thật. Kiểu tự dưng mày kiểu... Em tắt chắn sẽ không làm được. Nói như ý kiểu tự dưng mày kiểu out. Mày không làm được cái gì hả mày? Yeah, em tắt chắn sẽ không replicate được cái play đấy. Chúng ta đang quay lại với đã bắt đầu với Hard Rock 1. Ôi mạng lắm. Ôi mạng lắm. Còn hàng Banger. Ôi Banger. Hàng cũng là một trong những các nam đồng hot khá là nổi. Xem vào vị trí under 1 của cái pool này. Ê Nguyên ơi, mày muốn làm người thứ hai FC Hard Rock cái này không? Không anh ơi, em liệt Hard Rock. Anh luôn trông em chơi Hà Long đấy, em chắc chắn em đéo FC ở cái gì Hà Long đẹp buồn thật. Nhưng mà khởi đầu thì chúng ta có thể thấy Dev đang aku khi không tốt lắm, từ giờ là 96 thì đối với Dev trận này là không tốt. Chúng ta vào đoạn găm găm stream này thì chắc chắn cả hai player sẽ không có một chút vấn đề gì cả. Stream này khá là cơ bản thật không. Không, nhưng mà nó cứ bảo thật đi. Này thì không phải hoài break mà. Nhìn hoài làm gì cơ. Thế ý là hoài break chỉ đoạn stream ấy. Nhưng mà với template tương đối sớm đến từ Venom Pop. Chúng ta kéo dán khoảng cách Kalasar đi chơi một lần nữa. Anh ấy lại bảo thế khó rồi. Nó lại là cái thế. Lại là cái thế sau ăn. Lại là cái thế sau ăn. Lại vừa là cái thế khoảng cao hút tinh trong những giây phút cuối cùng của trận đấu. Chuyện chó thì có max speed nào và cao hút tinh ban thế rồi. Em thằng nào đây cũng mắc cuối rồi, quảng cáo đi. Ai quảng cáo đi cực. Mày quảng cáo đi. Lần trước em quảng cáo rồi. Thế à? Ừ. Thế à?
Thôi nhưng mà để đồng hành cùng với anh em trong map Battle Court này thì đương nhiên không phải là Master Fit, nên tôi sẽ quảng cáo hút tinh sống với HM. Thì sao? Nhưng mà sẽ như dụng của mình. Cái gì? Nên là map Brayfun nữa không? Còn chính được không? Không. Bây giờ trường trường hợp là thằng Dev nó làm quả mid aim cực kỳ buồn cười. Không còn chuyện gì đâu anh ạ. Ông ý là kiểu nó ông và em trên một cái nốt là mình đi giữa đường ấy. Đấy. Chứ không phải là trong đoạn jump ấy. Cái này nó chỉ thế thôi anh ạ. Rồi chỉ thế thôi, không thì tí đông nó sắp dưng mà sai break. Anh em nghĩ là nếu như trận này chơi vào lúc 9 giờ hoặc 10 giờ thì Dev nó còn có thời gian để nó trôn. Buồn quá rồi. Em nó đang muốn đi ngủ. Xử lý cái kèo này quá nhanh ngọt lẹ mà thôi. Em break nó hay là cứ chốt chặn cái bài biểu diễn cuối cùng của Venom Park trên giải đấu này. 600 BP in tour. À, cái này 98 mà thì nó chỉ có 5. À ừ, để còn lưu rồi đấy nhỉ. Ừ, chạy ngang 3. Chạy ngang 3 vậy. À quên, chạy ngang 3. Em phải mất bao nhiêu là còn cái tranh hàng 3. Ờ. Không, map này không phải 600 nữa. À, của Dev trên này chỉ còn 520 mấy bằng của Omaru. Không, cái này hát đó, cái đó mới 600. Omaru còn 520 mấy mà. Đúng rồi, 98 nào rồi. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà nói chung là thế ghép lại em hàng người dân của Random Pop trên cái vòng đấu này. À, trên trận đấu này em mà nhìn mà câu hỏi cuối cùng còn lại cuối cùng mà còn lại của chúng ta hoạt đẹp có MC còn HR1 này hay không? Không, đây này 1 2 chưa đến 3 múa rồi là nó em có cay rồi ao cảm ơn ao mà đó sẽ là 7-0. Còn gì để nói không? Ừ. Gì á? À... có cái gì nhỉ? Rồi thì như đấy, bùi bút cũng thắng rồi. Còn không phải gì để nói, chúng ta sẽ chúc mừng Dev sẽ là người tiếp tục bước vào vòng tiếp theo. Vào vào trận chung kết. Và đối thủ của anh là thằng Anh ở nhà. Ờ là thằng Anh ở nhà luôn. Hay thật. Bây giờ vườn nào anh Đờn sẽ có cho mình những chiến thuật rất là rõ rệt. Đó là quay chân làm đạp ghế đang đẹp một cái. Thôi được rồi. Cái performance này sự là quá khó để bên bóng có thể. Nice try. Ok để tao. Ồ còn đánh tiêu gì à? Hay gì? Có. Ê nhưng mà có thế thì Venom Pop sẽ đánh với Kassai Dick đúng không? Yes. Kèo này trông có vẻ thú vị ấy. Kèo đấy tăng ấy. Nhưng mà cũng như Hoắc đang nhắn ở chat thì thứ 3 lúc 9 giờ chúng ta sẽ có pool show cây. Đây là thằng Nguyên. Đây là thằng Nguyên ơi. Nguyên ơi, em sẽ chơi Minecraft anh không cần phải lo. Cày thật thanh cả 16 nghìn. Cái gì cơ? À, em không. Ê tôi mà cái chuyện quá khứ. Thôi không sao, đời người ai chả bất lẫn. Nhưng mà đầu tiên thì có show cây TD à? Ừ, TV show cây bây giờ. Ok. Cái này là lần thứ hai Venom Pop đánh map này đấy. Lần đầu tiên là thấy Dev đánh. Lần đầu tiên là thấy Dev đánh là lần thứ hai thấy Venom Pop đánh. Ừ. Còn map này. Cái đầu tiên là pool showcase lúc 9 giờ thứ 3 nhé. Cái thứ hai là cặp trận của chúng ta sẽ là Venom Pop và KZ Zik. Dev với sự thằng anh của anh ấy Dev. Freedom và Dev. Yeah. Trận đấy càng sẽ ra vào cuối tuần sau là vào ngày hình như cái matchup này quen hình như đầu giải cũng có đúng không? Đúng rồi Sasuke with Itachi à? System mấy à? Cái system mấy? 2 2 rồi. Ừ. Lại là biết cảnh quen thuộc Sasuke Itachi nhưng mà giờ còn ai á? Top 4 của giải thì đã được xác định sau trận giữa Makuri và Kazajic thì top 4 chưa không theo thứ tự nhé, không theo thứ tự thì sẽ là Kazajic, Venom Pop, Dev và Freedom là còn 4 người đấy. Và chúng ta vẫn phải từ
tuyên dương cái màn thể hiện của Venom Pop lần đầu bước đến tournament scene của Việt Nam ấy. Ta thấy anh ấy hoàn toàn capable có thể compete được những người trong top đầu. Ủa anh này là Anthony Trần hay Anthony Nguyễn vậy? Anthony Trần anh ơi. Phải chuộng. Mà lần đầu bước vào giải Việt Nam anh ấy đã chốt được guarantee cho mình nó là còn là một top 4 trong giải lớn nhất Việt Nam. Đúng là đáng nể, cực kỳ nhiều potential. Và cũng phải nói luôn là cái thủ môn này nó khác hẳn, nó kiểu mang một cái tính kiểu ấy, kiểu một cái tính kiểu khó khăn hơn so với kiểu trước ấy, tại vì cái difficulty kiểu nó khác hẳn so với cái giải trước ấy, kiểu nó kiểu thực sự xứng đáng, kiểu thực sự xứng đáng để được top 4. Thật sự là em thấy cái difficulty của cái này nó hơn mấy cái khác khá nhiều, đặc biệt là bên trong cũng không hẳn mà tự dưng nhá hot gọi được vẽ OWC pulling vào thì tự nhiên múc được chip vào rồi còn ối Def sẽ là người vick đầu tiên trên con mark director này, nhưng mà ngay sau đấy không cả mình cứ nói một cái đấy, người ta đánh trên cái đẻ, người ta đánh không cần. Ừ, nhưng mà em em bất ngờ với ông Venom Pop này, thế đây là xuất hiện lần đầu tiên trong tournament scene ở Việt Nam. Nó sẽ cũng sẽ là tính ra cũng không phải seed linh thấp nha, nó cũng không phải seed linh cao nha, 25 người ta lọt vào được top 4 in game là top 4. Yeah, và anh biết làm em được đến ai không? Mercury 2022. Mercury 2022 nó cũng là một cái hiện tượng. Yeah, nhưng mà Mercury thì cũng đã dùng thân ở vị trí thứ 8 sau trận thua trước Kasai Zip ngoài đầu trước. Mercury là người dùng chân trước ở vị trí Tô 8, Tô 8, đúng rồi. Mày là tốt hơn 16 em ạ. Mày là bao nhiêu? Mày là trong top 9 đến 16 mà cũng hay là bố. Mày thằng ghép, không nhận ra đâu thì trong cái cung đấy, trong cái danh sách người chơi đấy có khá là nhiều người em chỉ mỗi là đẹp với thằng Nhật thôi. Nói chung là nó cũng giải đấy có khá nhiều kiểu cái tố đẹp đủ. Nhưng mà kiểu nhiều cái bị loại sớm ấy, thì nên là cũng hơi tiếc. Em nói chứ lần cuối anh biết lần cuối em chăm chán thằng Nhật trước cái giải này em bị nó mắc cho 6-1. Nếu thế mà mày vẫn kéo lên được ở vệ tinh thì nói khó nói. Nói chung là em không mong chờ biết thừa cái sự chia sẻ, cái sự yêu của Nhật nó cao hơn em. Phải nói chuyện cái sự chia sẻ của nó cutting speed nó còn dài luôn cái sự chia sẻ của em nữa. Ê, cái vấn đề sao thằng kia nó chỉ lắm ạ? À? Ý là đen đi. Em mong chờ gì? Kiểu xéo rồi đây. Có yêu nếu mà thằng ghép lên thì... Tịnh kéo gì đây? Nếp hoàn toàn có thể giữ combo từ giờ đến cuối map. Thật thật. Nhưng mà tao này tao không có chuyện gì. Tao lồn quá, tao thấy thế rồi. Đấy, em đã thua. Không sao. Thỉnh thoảng nó bị mất kiểm soát. Nhưng mà nó không thường xuyên. Thôi, không sao. Chuyện đấy cũng không nói được. Ô không kiểu nó chết rồi đấy. Ở cái level cũng vẫn break. Đây cái quả break của nó xàm không? Ồ xàm phết. Ê anh bảo thật đấy, điểm thằng Dev đang trên đà hơn so với của Ethan Trick lúc mà đánh mà làm replay ấy, làm replay cho Sukai ấy. Dạ đẻ. Nếu nó hơn được 200 em đánh sai đi được 160 anh ạ. Ờ nếu mà nó được hơn được 230k thì đã hơn so với của Ethan Trick. Hello.
nó cũng phải nói vị trí của Venom Pop cũng đang khá là cố gắng, nhất là một màn thể hiện TV khá là tương đồng so với trận đấu của Venom Pop với Phan Đình Tùng. Này đoạn này hay, đoạn này hay rất bài này. Em thích giọng vai phải. Ừ, nghe mấy bài khác của Ellie, nghe mấy bài của Ellie đi. Của Ellie, ý là mấy bài khác của Ellie, của Ellie là vô cùng ấy, nghe hay biết. Em thích bài này với bài Lucky Shadow Light. Thế mình có Sleeping Light không em? Thao được, thao hết rồi. Bỏ có Lucky Shadow của Sleeping Light không? Ôi ơi, mà phát vay anh biết là Venom Pop đang hiện tại là người nắm giữ top 1 Kanji trên map với Kiki Shadow không? Wow. Người Ellie rồi hả? Ellie rồi. Ờ, da và đẹp, thôi đẹp đẹp được làm đuôi đẹp tinh thôi. Còn đẹp này làm được rồi. Này là hơn mẹ MVP rồi tôi. Ba trăm năm mươi k trên tay Faker, 900 combo. Chịu. Chịu. Ê, anh bảo bây giờ nhá, bây giờ mình phải làm kéo ấy, mình phải làm kéo đi. Trước mỗi lần mà thật đẹp nó đánh của mình phải quay vòng quay may mắn đi, cho nó một hình phạt. Đâu bay rồi quay anh em, biết gì không? Đẹp nó không bật đâu fail. Và nó 3 mít. Yeah, Def. Chấp luôn. Yeah, Def. Yeah. Thôi đổi xin đi anh. À, nói chung là Nguyên còn gì muốn nói không em? Nguyên ơi. Anh. Ủa, má là Nguyên chết rồi. Nói gì đi em? Bây giờ nói rằng nó không thấy thôi, cứ nói đi, cứ nói nhanh đi. Nói nhanh đi. Hẹn gặp anh vào Pushoke khi mà anh em sẽ chắc chắn sẽ không xuất hiện vì em sẽ bắt chơi Minecraft. Ok, nhưng mà nói chung là cũng là kết thúc của Knockout Week 2 với phần thắng của Dev. Venom Pop sẽ phải xuống trận tranh các ba. Còn giờ thì tạm biệt anh em và hẹn gặp anh em vào ngày thứ ba lúc 9 giờ tối. Yippee. Top 1 với game của tôi đang gặp nguy hiểm anh em. Đúng rồi anh. Thằng xong tới đang bằng điểm rồi.